sao rồi? Gió dữ vậy ha Tám? Cái gì mà dữ vậy? Trời ơi. Tám đỡ bệnh chưa? Không biết đỡ không, bây giờ muốn theo ông, theo bà rồi đó. Nè, tôi đem bó nước sông qua để cho Tám nấu nước tắm sông cho đỡ bệnh. Thời tiết thay đổi lắm đó. Những người già như Tám gì đó dễ bị... Mệt. Cái gì vậy? Đừng có nói Tám vậy. Thời tiết lúc này thay đổi thất thường lắm. Những người trẻ như Tám á dễ bị nhiễm bệnh lắm đó, cẩn thận. Phẻ rồi, nghe nhiêu đó là phẻ rồi. Chú Hai, chú Hai, chú Hai, nhắc tới cái vụ mà thời tiết thất thường á, con mới nhớ là làm bữa mấy cán bộ khuyến nông á, người ta chỉ cách cho mình là cách giảm thất thoát cho phân bón cho cây lúa. Chỉ sao con quên rồi, chú Hai nhớ không? Chỉ còn lại giận nha, nãy giờ không hỏi Tám nói cho. Cái vụ mà bón phân cho cây lúa để giảm thất thoát á, thì con phải biết cái điểm đầu tiên á, là ở cái xứ mình nè, cái lượng mưa không có đều. Từ tháng 5 tới tháng 10 mưa rải rác, không có phân bố đều với nhau ha. Đầu tiên là mưa ít ít vào tháng 5, tháng 6. Dạ. Rồi sau đó cái tới tháng 8 thì tăng dần lên. Rồi sau đó tới hạn ba chằn. Rồi dần tới tháng 9 là mùa mưa rộ nhiều nhất. Đó, thời tiết nó cũng có nhiều đặc điểm khác nhau lắm. Cho nên mà con muốn bón phân cho cây lúa thì cũng phải nhìn thời tiết, bón cho đúng thời điểm đó. Phồn. Ủa mà mình nhìn thời tiết, mình coi thời tiết làm sao con không biết, rồi Tám với chú Hai không biết không? Thường á, cái lượng mưa tháng 5, tháng 6 á là mới bắt đầu mùa mưa. Dạ. Vì ảnh hưởng đến cái thời tiết của hoàng lúc đầu không? Cho nên lượng mưa nó không nhiều. Cho nên chính vì hiện tượng đó, cái nhiệt độ cao cho nên dễ thất thoát cái phân bón của mình, nhất là phân đạm. Dạ. Đó. Do đó nếu như mà bón phân á là con phải bón đúng bốn nguyên tắc, đúng lúc, đúng loại, đúng liều lượng và đúng thời điểm nữa đó. Đúng phương pháp. À, vậy là mình chỉ cần mình bón phân đúng thời điểm, đúng phương pháp giống như nãy Tám nói á, là được rồi phải không? Đúng. Nhưng con phải đặc biệt chú ý nha. Khi lúc bón phân á, con không nên bón vào sáng sớm lúc mà còn sương. Con chờ cho sương nó tan đi là con hãy bón. Bởi vì lúc còn sương á, con bón phân á thì phân nó sẽ trôi đi hết. À, cây lúa nó không hấp thu được. Đó. À, buổi chiều chờ cho thời tiết mát con hay bón. Mà đặc biệt về cái lượng nước ở trong đồng ruộng á thì con phải để cho cái lượng nước nó xấp xỉ từ 5 đến 10 cm thôi con hay bón ha. Nước mà cảm thấy nhiều quá, sâu quá thì con xả bớt. Còn nếu cảm thấy nước cạn quá, con bơm nước vô thêm. Để chi? Cho cái lượng phân nó hấp thụ nó dễ hòa tan nhanh, rễ lúa hấp thụ tốt. Rồi mùa mưa á, mưa nhiều quá rồi cái lượng phân bón của mình có bị thất thoát nhiều không chú Hai? Có chứ con. Tại vì sao biết không? Thường á là phân bón vô trong đất thì không có tan liền, mà phải chờ một thời gian mới ngấm từ từ vô rễ hấp thu, mất rất là nhiều thời gian. Đúng. Do đó nếu như mà gặp mưa lớn tràn bờ thì chắc chắn là lượng phân bón chưa được thấm vô trong đất nó sẽ hòa tan rồi nó bị trôi đi hết. Thành ra là để hạn chế cái việc thất thoát đó đó, mình có thể nhìn thời tiết, mình bón phân vào buổi sáng để tránh cái việc là buổi chiều trời mưa thì nó rửa trôi phân đi. Tại vì sao? Cái xứ mình là nắng sớm mưa chiều mà. Con á, đặc biệt chú ý thì con canh cái mực nước ở trong ruộng mình á sắp sắp được chừng 2 cm. Con bón phân. Bởi vì cái mực nước sắp đó đó là đủ cho phân dễ hòa tan nhanh. Hòa tan nhanh nước rồi dễ nhanh thấm xuống đất. Chú Hai, thí dụ như giờ mưa nhiều quá, con giờ con bón phân gấp đôi nữa, rồi lúc mà nó mưa xuống thì nó trôi bớt từ từ. Không có được, con không nên bón dư thừa phân quá, không có tốt. Bởi vì nè, nó dễ bội thực nè, nha. Nó sẽ làm giảm đi cái năng suất lúa nè. Tăng chi phí đầu vào nè, ảnh hưởng đến môi trường sống. Vậy là mình phải bón phân đúng liều lượng nè, đúng lúc nè, và đúng phương pháp để tránh cho thất thoát phân bón, đúng không chú Hai? Chính xác.